Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Khi đồng bào cần, Đảng đang ở đâu? Miền Trung đang oằn mình chống chọi với thiên nhiên, lũ lụt đã và đang gây ra biết bao đau khổ, tang tóc cho giải đất gánh hai đầu Tổ quốc. Thế nhưng, việc đấu đá tranh giành quyền lực tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vẫn là ưu tiên số 1 của chính quyền Cộng sản. Đảng luôn tự hào, Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản. Vậy mà, khi đồng bào hứng chịu lũ lụt nguy hiểm đến cả tính mạng, chưa nói đến nhà cửa, ruộng nương, chìm trong biển nước, thì Đảng đang ở đâu và làm gì? Những ngày này, cộng đồng mạng đã lan truyền bài tâm sự ai oán của một người dân miền Trung có tựa đề Xin hỏi các đồng chí, lúc đồng bào chúng tôi cần, các đồng chí ở đâu? Đây là hình ảnh hội nghị triển khai công tác thu nộp quỹ phòng chống thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức tại Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 12 tháng 4 năm 2019. Xin được đưa lên đây toàn bộ bài viết như sau. Bản thân tôi là người con lệ thủy, từ bé đến lớn cũng đã lội qua biết bao cơn lũ. Cuộc sống đưa đẩy chúng tôi đi làm ăn xa quê, nên mỗi lần lũ lụt về đều canh cánh nỗi lo của người ở lại. Dân vùng lũ, sống chung với lũ là điều khá quen thuộc, nhưng cơn lũ này ập về cuốn hết mọi thứ. Giờ tính mạng là điều quan trọng nhất, những thứ khác có hay không cũng chẳng thiết tha gì nữa. Các đồng chí, các cán bộ, cho tôi hỏi một câu, đồng bào chúng tôi cần, các đồng chí đang ở đâu? Hàng năm đều có quỹ phòng chống thiên tai, trích hẳn một ngày lương trên một năm của người lao động, rồi các đồng chí đi tập huấn lớp này, lớp nọ, diễn tập bao nhiêu lượt, rồi sao đây? Nhà chúng tôi lút nóc, nhiều người chưa biết sống chết, bố mẹ chúng tôi đói, con cháu chúng tôi khát. Hàng vạn đồng bào đang chìm trong biển nước. Xin hỏi một câu rất chân thành, các đồng chí hiện giờ đang ở đâu? Từ ngày lũ lên đến giờ, các đồng chí là người nắm rõ nhất tình hình cảnh báo của các cơ quan khí tượng. Các đồng chí lên kế hoạch cứu hộ, cứu nạn đến đâu rồi? Hay các đồng chí vẫn còn nghiên cứu với trả chiến lược hoặc hoạch định? Đây là hình ảnh đội hình cano của nhóm bạn trẻ đi khắp vùng lũ Quảng Trị cứu trợ nhiều ngày qua. Rồi bao năm tháng, các đồng chí đi dự hội nghị, tập huấn, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn, đủ các thể loại. Các đồng chí, dân chúng tôi không xin gì các đồng chí. Giờ các đồng chí cho chúng tôi hỏi một câu chân thành nữa. Các đồng chí học có được chiến lược nào không mà đến giờ còn chưa hoạch định xong phương án cứu hộ đồng bào chúng tôi? Hay nhà các đồng chí cao quá rồi nên nhìn xuống không nhìn thấy nhà đồng bào chúng tôi nữa? Các đồng chí có hiểu cảm giác người thân giữa biển nước? Đến nóc nhà còn không đủ cao mà ở, điện đài hết pin, không biết bám víu vào đâu, nước không có uống, cơm không có mà ăn, và nóng ruột đến giường nào không. Dân chúng tôi tự cứu lấy nhau, các đồng chí bảo để lấy các đồng chí lên phương án phân phối, còn ra văn bản miệng thì cấm. Các đồng chí nói rất quyết đoán để chúng tôi lên phương án phân phối cứu hộ bà con nhanh nhất như có thể. Rồi cho dân chúng tôi hỏi, lên phương án cần bao lâu nữa, và các đồng chí cấm dân tự chạy cano đi cứu trợ, các đồng chí bảo để đấy các đồng chí lo, trong khi cano các đồng chí thì ở đâu, các đồng chí cứu được bao nhiêu phần trăm dân tôi rồi. Lúc nãy tôi vừa coi thời sự, có đồng chí nào đấy bảo đáp ứng được đến 70% nhu cầu cho dân, các đồng chí có ngượng mồm hay không vậy? Và các đồng chí đưa đồ về xã tập kết, đăng lên Facebook bảo ai có đò lên nhận đồ, chắc đấy là chiến lược phải không? Các đồng chí có tự hỏi xem một làng, một xã có bao nhiêu nhà có đò mà lên để lấy? Rồi máy hết pin lấy đâu ra mà lướt Facebook xem các đồng chí đăng status? Chưa kể ở quê, giờ đa số người già trẻ nhỏ biết Facebook của các đồng chí đâu mà theo dõi với chả follow. Rồi có đò lên xin cái áo phao, các đồng chí bảo thả trôi sông cho dân nhặt hết rồi. Nói thật với các đồng chí, cái này tôi chỉ muốn nói thẳng thôi. Và các đồng chí thả áo phao giữa sông cho dân bơi ra nhặt được à? Hay để nhỡ có ai đang bơi rồi may mắn nhặt được cái áo phao các đồng chí thả kiểu cẩu bơ cẩu bất như thế? Rồi các đồng chí đi thị sát, chạy cano, dân sát sông chúng tôi gọi là cano bay, như chạy giặc, sóng từ cano, các đồng chí lướt gió đập hết vào nhà cửa ở dân hai bên. Các đồng chí phóng với tinh thần rất gấp rút, rất chiến lược. Các đồng chí lướt nhanh quá nên chắc không nghe được dân sát sông người ta chửi mỗi lần các đồng chí thị sát ngang qua đâu nhỉ. Nói thật, các đồng chí, dân chúng tôi ngao ngán các đồng chí lắm rồi. Các đồng chí làm được thì các đồng chí cứ làm đi, làm nhanh lên,
chiến lược, chiến thuật thế nào cũng được, nhưng thật nhanh vào. Cái chúng tôi cần bây giờ là mạng sống, và dân chúng tôi sắp cầm cự không nổi nữa rồi. Trước tình hình nguy cấp đến như vậy, phản ứng chậm chạp, lờ đờ của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã khiến nhân dân bức xúc. Giới chuyên môn từ nhiều ngày nay vẫn thắc mắc tại sao chính phủ chưa tuyên bố thảm họa quốc gia. Đây là hình ảnh ông Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1960 đến tận năm 1976. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1986 và là tổng bí thư có thời gian tại vị lâu nhất tới trên 25 năm. Nhiều ý kiến mang tính châm biếm bản chất của chính quyền như sau. Việt Nam do Đảng lãnh đạo, làm sao lại có thể có thảm họa như xưa? Ông Duẩn nói Việt Nam không cần luật vì đã có phê và tự phê. Hay dễ hiểu thôi, họ còn bận bịu giữ ghế và tìm ghế mới. Có ý kiến thì nói rằng quốc gia nào có cộng sản cầm quyền thì đã vốn là thảm họa rồi. Còn tiến sĩ Tô Văn Tường, chuyên gia thủy lợi đã đề xuất 9 việc cần làm ngay như sau. Thứ nhất là thành lập 3 cơ quan cứu hộ khẩn cấp ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đội ngũ được tuyển lựa từ những đơn vị cứu hộ thông thường như cứu hỏa, công binh, gồm những người được tuyển chọn gắt gao để có thể lực tốt, tinh thần dũng cảm và nhạy bén. Họ cần được huấn luyện và diễn tập bài bản đúng với thực tế, không phải tạo ra lửa cháy trong bình phi rồi cầm vải bố thấm nước chạy tới chụp lên. Quá dễ dàng và phi thực tế. Đội ngũ thay phiên túc trực 7/24 để khi có lệnh là có mặt trong thời gian nhanh nhất tại hiện trường. Ở các nước tiên tiến, đội ngũ cứu hộ như thế có kỹ năng tinh nhuệ và thiết bị đầy đủ, có thể sánh ngang với lực lượng đặc công hoặc biệt kích. Thứ hai là thiết lập quy trình điều phối và chỉ huy giữa các cơ quan dân sự, quân đội và giữa các quân binh chủng. Các binh chủng như công binh, quân nhu, quân cụ sẽ đóng vai trò quan trọng cho nhu cầu và cần được huấn luyện để quán triệt vai trò của mình. Thứ ba là thiết lập hướng dẫn ứng phó với tổ chức tuyên truyền cho các đơn vị, công ty có liên quan, mỗi dự án thủy điện, thủy nông, thủy công, xây dựng vùng rừng, núi có liên quan cần lập ra quy trình ứng phó sự cố, định rõ ai làm việc gì, mỗi người báo cáo với ai và điều động những ai, số lượng và loại trang thiết bị, thực phẩm, nước uống cần chuẩn bị đầy đủ, các công tác ứng phó như sơ tán tùy theo mức độ như dự báo lượng mưa hoặc cấp gió chẳng hạn. Và nhân viên các cấp có liên quan cần quán triệt các phương thức để khi triển khai không ai bỡ ngỡ hoặc hoảng hốt. Ví dụ ở trường hợp Rào Trăng Ba, sau vài ngày có thông tin về mưa lũ là đã phải sơ tán mọi người đến nơi an toàn, cho đến khi tình hình ổn định mới quay lại làm việc. Thứ tư là thiết lập bản đồ 1/25.000, phân hạng các nguy cơ lũ lụt, động đất, sạt lở, cháy rừng ở những vùng trọng điểm, rồi thông báo cho các huyện, địa phương để nắm rõ. Đây là ảnh ông tiến sĩ Tô Văn Trường, chuyên gia độc lập về tài nguyên nước và môi trường, nguyên viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam. Thứ năm là tùy theo mức độ nguy cơ dự báo, huyện cần lập kho dự trữ nhu yếu phẩm, tối thiểu là mì gói, nước uống cùng phèn chua để làm lắng nước đục và các viên thuốc khử trùng nước. Người dân vùng bị thiên tai có thể xử lý các nguồn nước sẵn có xung quanh mà uống. Thứ sáu là huyện cũng cần có kho dự trữ vật dụng cứu hộ như cuốc xẻng, dây thừng, đèn pin, máy phát điện, phương tiện bảo hộ, cơ giới, đào xúc hạng nhẹ để có thể điều nhanh đến hiện trường. Thứ bảy là mỗi huyện trong vùng cần tùy mức độ dự báo mà lập ra quy trình ứng phó khẩn cấp sau khi được tập huấn về lý thuyết cơ bản lẫn phương thức cụ thể. Thứ tám là rà soát các tiêu chuẩn xây dựng để ứng phó với thiên nhiên, lấy ví dụ thời Pháp thuộc. Người Pháp khi xây đường rất chú trọng đến việc xây những cống thoát nước ngang để khi mưa lũ nước thoát qua các cống này tránh gây thiệt hại cho đường xá. Có vẻ như ngày nay người ta ít chú trọng đến điểm này. Một ví dụ khác là trong một dự án ODA xây đập thủy điện, chuyên gia nước ngoài vạch ra rằng hạ nguồn đập này là vùng dân cư đông đúc, có nhiều đồng lúa, hồ nuôi tôm, lại có thị trấn và thành phố, nên cần thiết kế hồ đập với chu kỳ mưa lặp lại dài hơn. Còn phía Việt Nam thì trả lời rằng tiêu chuẩn thiết kế trong nước là chu kỳ mưa lặp lại ngắn hơn, cho nên cứ thế mà làm, phớt lờ ý kiến của chuyên gia quốc tế. Thứ 9 là đặc biệt cần dò sát các tiêu chuẩn thiết kế với những dự báo về biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Việc này có thể ảnh hưởng đến các công trình cách xa bờ biển cả 100 km. Tuy nhiên, thiết kế sẽ làm tăng chi phí, nhưng chi phí này sẽ rất quý giá nhằm bảo vệ mạng sống con người, bảo vệ các công trình phát triển, phải mất rất nhiều tiền mới xây dựng được và trên hết bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Trên đây là một trong rất nhiều đề xuất đáng giá của các chuyên gia
nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đều làm ngơ vì còn mải mê giữ chế độ. Đây là hình ảnh thủy điện Rào Trăng Ba ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhìn trên cao, nơi mới xảy ra sạt lở. Facebook Đỗ Ngà cũng nhận định đề nghị chị Thủy hiện nay đã nằm ngoài tầm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông phân tích như sau. Vấn đề chị Thủy ở hai đầu đất nước, tức là miền Bắc và miền Tây Nam Bộ, với sông Hồng và sông Mekong đều bắt nguồn từ Trung Quốc đổ vào Việt Nam. Nằm trong tay Trung Quốc thì ta đã bất lực đã đành. Nhưng vấn đề trị thủy ở khu vực miền Trung và miền Đông Nam Bộ là nằm trong tay Việt Nam mà Đảng Cộng sản vẫn không thể nào trị nổi. Thì không biết cuộc sống của người nông dân Việt Nam vốn đã khốn đốn thì về sau không biết họ sẽ sống như thế nào nữa. Hệ thống thủy điện được lập ra là có ba mục đích như: thứ nhất là ngăn dòng chống lũ lụt vào mùa mưa, thứ nhì là trữ nước để cấp cho nông nghiệp vào mùa khô, và thứ ba là sản xuất điện. Thế nhưng điều chớ trêu là hệ thống thủy điện Việt Nam đa phần là gây nên lũ lớn vào mùa mưa và gây ra tình trạng hạn hán vào mùa khô. Nói chung, vấn đề trị thủy ở những khu vực thuộc vùng kiểm soát của người Việt thì Cộng sản vẫn không làm được. Đảng Cộng sản trị thủy bất tài. Miền Bắc, miền Tây Nam Bộ ngoài tầm người Việt đã đành, miền Trung và miền Đông Nam Bộ Cộng sản cũng không trị nổi con nước thì đất nước này đã đi về đâu. Đừng nói tới nông nghiệp 4.0 gì cao siêu. Hãy trị thủy cho được để dân cư an lạc và yên tâm lập nghiệp đã. Đảng có làm nổi hay không? Câu hỏi được đặt ra. Thực tế cho thấy, suốt 45 năm qua thì Đảng Cộng sản không trị nổi. Vậy thì thử hỏi, Đảng độc quyền lãnh đạo đất nước này để làm gì? Để mang lại tai họa cho nhân dân hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 với bản tin Khi đồng bào cần, Đảng đang nợ ở đâu? Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de từ Cộng hòa Liên bang Đức.